2, 3. Hello, mình là Cubin Vlog. Đây, mình đã làm một chiếc máy bay từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay mình mới xong được. Đây, và đằng sau đây á, mình cắt rồi mình dán băng keo đây để nó trở hàng hóa nè. Các bạn có thể nhìn vào được trong nè. Đó, đây nè. Các bạn chỉ cần đưa hai cái này vào, để cái này trước, đưa cái này vào. Ôi, nó dính chặt chưa nè. Đây, hai cái cánh. Và ở đây là hai bánh xe. Hai bánh xe đầu nhỏ trước. Bình thường ở trên máy bay ấy, những cái máy bay nào mà nó chở hàng hóa là nó sẽ có hai cái bánh ở đây nè. Rồi, máy bay rất là nặng. Bánh sao mà rớt ra ngoài vậy? Ai biết. Ta đi ra đường nó rớt sao? Không. Máy bay sẽ gây tai nạn à? Không, không bị tai nạn. Bị hư thì về làm lại. Có gì đâu. Đây, mình đang chuẩn bị ráp một chiếc máy bay nữa. Và hoàn thiện đẹp. Yep. Đây, mình đang làm lại cái bánh xe của chiếc máy bay này. Nó cứ rung rơi làm nó đổ. Mình sẽ băng hai cái này nha. Ui, để như này nó đứng yên luôn, không một hề chút nhích lại hơn. Mình phải gắn lại cái băng keo khác nữa. Cái băng keo này nó dính từ ngày hôm qua lâu lắm rồi. Mình phải gắn lại băng keo khác. Băng keo dở ơi. Băng keo dở ơi. Phải ráp thêm một chút cái. Như thế này là vừa đủ rồi. Phải có keo. Nó có một cái đen đây nè. Đó, mình chỉ cần đưa cái tay vào đây. Đây nè, lấy cái này ra. Đó, băng keo hai mặt. Chứ không phải là băng keo một mặt đâu. Đây, bây giờ lấy hai bánh xe này. Đây, một cái bánh xe bên đây. Hai bánh xe đây. Đó, xong rồi. Đây, xong được một chiếc máy bay. Xong được cái chân máy bay. Bây giờ nó dính chặt lắm rồi. Bây giờ mình để như thế này không lo bị dớt. Đây, để xuống. Được rồi. Đó, không bị sao luôn.